Minh được Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ tham đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, tin vui liên tiếp báo về, từ sau thanh minh này, vận may bùng nổ, làm đâu thắng đó, số sướng hơn tiên, tiền về như nước, nợ nần trôi sạch, hạnh phúc nhất làng. Quý vị thân mến, theo tử vi thần số học, Canh Tuất là người thông minh tài trí, họ cần cù, chăm chỉ, tương thân tương ái, sống có tình có nghĩa, thủy chung, được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên số phận sắp đặt Canh Tuất phải chịu nhiều khó khăn, vất vả khi còn trẻ, nhưng hậu vận về sau càng già càng giàu, an nhàn, hạnh phúc. Số phận của Canh Tuất cũng là cái mệnh phải gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai, chăm lo cho gia đình, cha mẹ, con cái. Năm 2023 vừa qua là thời gian vất vả của Canh Tuất, tiền thu về thì ít, mà tiêu thì nhiều. Tiền trong túi thì khi vơi, khi cạn, công việc lên xuống thất thường, rất là chăm chỉ, chịu thương, chịu khó để kiếm tiền rồi, nhưng kiếm được lại không giữ được thì vẫn bằng trắng tay. Các cụ nói rồi, sông có khúc, người có lúc, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cuộc đời của Canh Tuất cực kỳ lắm tài và nhiều lộc, những cơ may, cơ hội có thể sẽ đến sớm hơn. Nhưng là do Canh Tuất chưa biết cách vận dụng phong thủy để chiêu mở tài lộc, hanh thông may mắn, nên là dù có lộc, cũng chỉ là lộc rơi lộc vãi thôi, chưa kịp hưởng thụ cũng đã hết mất rồi. Quý mệnh chủ tuổi Canh Tuất hãy nhớ nhé, mệnh là do trời ban, nhưng vận phải do chính tay mình tạo. Dù năm nay vận trình tử vi của Canh Tuất có rất nhiều điểm xấu, nhưng chính nhờ các thử thách này sẽ là cái bàn đạp, cái cơ hội dành cho Canh Tuất có sự đột phá không thể ngờ, gỡ gạc những gì đã mất mát trong thời gian qua. Tại sao tôi lại nói như thế? Tại là vì tôi đã nghiên cứu về tử vi phong thủy thần học của tuổi Canh Tuất. Tôi nhận thấy rằng từ sau thanh minh tới đây, vận mệnh của Canh Tuất sẽ có những điểm sáng, được các sao cát tinh chiếu mệnh, thiên thời, địa lợi, nhân hòa quy tụ, có thể biến nguy hiểm thành cơ hội. Khẳng định vị thế của bản thân là cái thời điểm tốt nhất trong năm để Canh Tuất chiêu tài cầu lộc, để sự nghiệp phất lên cao, để tình duyên viên mãn, để gia đình hạnh phúc an khang. Canh Tuất hãy chủ động nắm bắt ngay bây giờ, để bản mệnh được hanh thông và hưởng trọn vận may này ngay từ bây giờ, đừng chần chừ do dự mà tự đánh mất cơ hội số mệnh ban tặng. Phàm là chuyện trên đời muốn thành thì phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nay thời cơ đã đến, vậy muốn địa lợi, nhân hòa nữa thì phải làm thế nào? Canh Tuất hãy chú ý theo dõi hết video ngày hôm nay để biết thêm đầy đủ chi tiết về vận may này nhé. Và nếu quý cô bác và anh chị thấy video này hay thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1, nếu không hay thì hãy để lại số 0 để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video quý vị nhé. Sau đây là đôi lời tâm sự của Minh Đường Tử Vi dành cho quý cô bác tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Quý cô bác thân mến, khi nhìn lại đường đã qua, quý cô bác tuổi Canh Tuất không khỏi chạnh lòng khi nhớ lại những gì mà mình đã trải qua. Canh Tuất trong quá khứ có thể đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và vất vả trong cuộc sống, có thể là về mặt tài chính với những thời kỳ túng thiếu, bần hàn, khiến cho họ phải đấu tranh từng ngày để kiếm sống và nuôi sống gia đình. Hoặc có thể là về mặt công việc, khi họ gặp phải nhiều thách thức và trở ngại, đôi khi dường như không thể vượt qua, nhưng mặc dù trải qua những gian khó, tính cách của tuổi Canh Tuất thường hiền lành, nhân hậu và chịu thương, chịu khó, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, chia sẻ những gì mình có dù ít ỏi, điều này thể hiện sự đồng cảm sâu sắc và lòng nhân ái của họ. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại những khó khăn, vất vả mà tuổi Canh Tuất đã trải qua và hãy luôn nhớ rằng mỗi thử thách là một cơ hội để chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Hãy cùng nhau đánh thức lại những cảm xúc, những kỷ niệm trong tâm hồn của mình và hãy tin rằng bất kỳ khó khăn nào cũng có thể vượt qua khi ta kiên nhẫn và tin tưởng vào bản thân.
Hãy cùng nhau đi qua những thăng trầm của cuộc đời với niềm tin và hy vọng. Chúng ta không bao giờ đơn độc vì luôn có những người bạn đồng hành. Và Minh Đường Tử Vi luôn ở đây, cùng chia sẻ và động viên quý cô bác, cùng cô bác đi qua bao buồn vui, thăng trầm của cuộc sống. Và ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi đến đây là để báo với quý cô bác một tin vui, cô bác sắp hết khổ rồi. Chính những đức tính tốt đẹp, những sự khó khăn vất vả mà quý cô bác trải qua đã vô tình khiến thần Phật cảm kích, mà ban cho cơ hội đổi đời trong đúng từ sau thanh minh của năm 2024 này, dự báo từ nay về sau chẳng cần lo nghĩ gì. Xem tử vi từ sau thanh minh năm 2024 của con giáp tuổi Canh Tuất, Nguyệt lệnh mộ chỉ ra rằng, thời gian này bản mệnh rất quyết tâm, ngay từ đầu tháng đã xây dựng sự kỷ luật cao, nên bạn chăm chỉ muốn tập trung làm việc, không để các vấn đề khác phân tâm, bạn tập trung nghiên cứu, tìm hiểu những lĩnh vực mình đang còn thiếu sót. Sự nghiệp lúc này có phần chững lại một chút là điều dễ hiểu, vì bạn xây dựng quyết tâm lùi một bước để tiến hai bước, không phải ai cũng hài lòng với những hành động, lời nói của bạn trong thời gian gần đây, nhất là khi bạn thường xuyên từ chối các cuộc vui, bạn không nên quá để tâm tới những người đó, nhớ rằng bạn biết rõ điều gì nên tập trung trong thời gian này. Âm sát chủ về âm mưu, gian trá, giảo hoạt, lừ bịp, đố kỵ xuất hiện trong thời gian này, nên con giáp tuổi Tuất nên suy nghĩ nghiêm túc, lời khuyên là bạn nên nhờ người có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ, họ sẽ cho bạn những chỉ dẫn phù hợp, điều quan trọng là bạn lắng nghe và kiên nhẫn làm theo vì mọi việc cũng cần thời gian, khi xử lý căng thẳng xong thì mới mong bạn có thời gian tập trung làm việc. Bên cạnh đó trong công việc, bản mệnh có xu hướng quá nghiêm khắc, thiếu linh hoạt cũng phần nào ảnh hưởng tới kết quả chung về khía cạnh này. Bạn nên học cách điều chỉnh, không nên quá cố chấp, nên biết điều gì nên lắng nghe, điều gì không nên nghe. Bản mệnh dù rất tiết kiệm, trong thời gian gần đây đã rất cố gắng tích lũy nhiều hơn để đảm bảo cuộc sống, thế nhưng vẫn phải chi những khoản khá lớn trong thời gian này. Xuất hiện đại hao khiến bản mệnh không thể không chi tiền, bạn sẽ phải tiêu pha cho khá nhiều khoản, vì thế bạn nên hạn chế việc ăn chơi nếu không muốn mình bị cháy túi, chưa hết tháng đã hết sạch tiền. Lúc này bạn càng thấm hơn câu nói, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ của người xưa, tuy nhiên, nhờ thế mà con giáp tuổi Tuất có thêm một bài học quan trọng về tiền bạc mà trong điều kiện thuận lợi, êm đềm bạn sẽ không được học, để phân bổ được dòng tiền cá nhân một cách rõ ràng và hiệu quả, bạn nên bắt đầu làm rõ các khoản chi hàng ngày, bằng việc ghi chép, tạo file Excel hoặc dùng các ứng dụng quản lý tiền trên điện thoại, tránh tình trạng chẳng hiểu vì sao hết tiền. Xem tử vi từ sau thanh minh năm 2024 của con giáp tuổi Canh Tuất, vận trình tình cảm của con giáp tuổi này nhìn chung không có gì phải lo lắng. Nếu bạn may mắn có được một nửa luôn biết thông cảm cho những thăng trầm cuộc sống của bạn thời gian này, tuy nhiên vẫn khó tránh khỏi tình trạng thi thoảng có chút giận dỗi. Tuy nhiên, bạn cũng nên học cách sắp xếp lại cuộc sống cân bằng hơn, dành nhiều thời gian hơn cho một nửa của mình. Nếu không khi bạn quá tập trung vào công việc, không chăm sóc tình yêu của mình, thì người ấy cũng sẽ dần rời xa bạn lúc nào không biết. Xuất hiện tỷ kiên trong thời gian này là để nhắc nhở con giáp tuổi này nên thận trọng hơn ở khía cạnh niềm tin với người thân thiết, gần gũi với mình, dự báo có những người khiến bạn thất vọng vì họ sẵn sàng nói xấu sau lưng, quên đi ân tình của bạn. Sau những tháng đầu năm mới liên tục ngoại giao và kết nối, bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, bạn mong muốn được nghỉ ngơi. Bạn chỉ muốn dành thời gian chăm sóc cho bản thân, không thích tham gia tiệc tùng quá nhiều gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Lúc này, thời tiết đã có nhiều chuyển biến. Nếu bản mệnh là người âm hư, nên ưu tiên ăn các món ăn như rau, đậu, cá, chế phẩm từ sữa, mía. Người dương hư nên ưu tiên ăn thịt gà, tê. Ngũ hoàng bay về phương Tây Bắc, nếu bạn phải đi xa trong những ngày này, hãy cẩn thận hơn. Đừng để bản thân vướng vào những rắc rối không đáng có, giữ gìn sức khỏe đảm bảo, thì việc đi lại của bạn mới thuận lợi. Quý vị thân mến, từ sau thanh minh là một khoảng thời gian khá may mắn đối với quý mệnh chủ tuổi Canh Tuất, vậy làm sao để điềm lành? Tài lộc có thể phát huy được tối đa trong thời điểm này thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo ngay sau đây nhé. Về phương diện công việc, nên tập trung hoàn thành tốt công việc được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thể hiện khả năng lãnh đạo và giao tiếp tốt, nắm bắt cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao năng lực bản thân. Về phương diện tài lộc, cẩn trọng trong việc chi tiêu, tránh phung phí tiền bạc, lập kế hoạch tài chính hợp lý, tiết kiệm và đầu tư thông minh, có thể tham khảo các dự án đầu tư uy tín để gia tăng thu nhập. Về phương diện tình cảm, dành thời gian quan tâm, chăm sóc gia đình và người thân, thể hiện sự chân thành, quan tâm và thấu hiểu trong các mối quan hệ, giải quyết mâu thuẫn, hiểu lầm một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng. Về phương diện sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và ăn uống khoa học, tránh thức khuya,
sử dụng chất kích thích và hạn chế căng thẳng, đi khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Ngoài ra, quý vị tuổi Canh Tuất có thể áp dụng một số bí kíp sau đây để tăng cường vận may, thường xuyên đeo trang sức phong thủy phù hợp với bản mệnh, đặt các vật phẩm phong thủy trong nhà hoặc nơi làm việc, cũng bái tại các đền, chùa linh thiêng để cầu bình an, may mắn, làm việc thiện, giúp đỡ người gặp khó khăn để tích phúc đức. Với những bí kíp trên đây, hy vọng quý vị tuổi Canh Tuất sẽ có một từ sau thanh minh tràn đầy năng lượng, may mắn và thành công. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện sự nghiệp, từ sau thanh minh này, con giáp tuổi Canh Tuất có thể đón nhận nhiều tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp. Dưới sự phù trợ của tam hội, bạn gặp được nhiều yếu tố thuận lợi, khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Thời điểm này, bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa. Vì vậy, dù có phải đối diện với khúc mắc gì, cũng có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đầy triển vọng. Với trí tuệ minh mẫn và tinh thần hăng hái, tích cực, bạn có thể nhanh chóng ghi điểm trong mắt lãnh đạo khi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Điều quan trọng nhất bản mệnh cần chú ý trong thời điểm này chính là duy trì tính kiên nhẫn của mình. Chớ nên thấy chán hoặc thấy khó mà bỏ dở giữa chừng, con đường đi đến thành công vốn chẳng bao giờ bằng phẳng, vì thế mình gặt hái thành tích cao. Bạn chớ mong mọi việc suôn sẻ từ đầu đến cuối, hãy luôn chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với những thách thức để có thể tự tin vượt qua nhé. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, bạn cũng cần phải chú ý hơn khi giải quyết các nội dung công việc quen thuộc. Nếu bạn chủ quan thì vẫn có thể nhầm lẫn, phạm phải sai sót bất cứ lúc nào. Hãy luôn nhắc nhở mình phấn đấu, không chỉ trong những lĩnh vực mới, mà ở cả những lĩnh vực mình vốn đã quen tay làm từ lâu. Về phương diện tài lộc, tử vi từ sau thanh minh năm 2024 của con giáp tuổi Canh Tuất dự đoán phương diện tài lộc của người tuổi này về cơ bản vẫn ổn định. Có đồng ra đồng vào, nhưng bạn biết cân đối thu chi, chăm chỉ làm ăn nên vẫn được hưởng lộc trời ban. Lục hợp xuất hiện sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các thương vụ ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều có thể diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều. Mở rộng quy mô kinh doanh không phải là việc gì quá khó, nếu thuận lợi thì lợi nhuận càng ngày càng tăng. Tuy nhiên, thời gian này bản mệnh cần đặc biệt lưu ý với tiểu hao, càng về cuối tháng càng có nhiều biến động mạnh. Hung tinh này dễ khiến bản mệnh gặp họa phá tài, cản trở đường làm ăn, tiền bạc dù vẫn kiếm được nhưng cũng không giữ được trong tay, nếu không thì cũng là phải móc tiền túi ra giải quyết hậu quả. Người làm công ăn lương hay kinh doanh đều nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, khoa học, tránh tình trạng nay lãi mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngay, khó tích lũy số vốn lớn để mở rộng làm ăn. Dù nhân duyên tốt thúc đẩy các mối quan hệ phát triển, nhưng bạn cũng nên cẩn trọng trong hợp tác với những người không hợp mệnh kèo, gặp tình huống bị trở mặt. Lừa lọc, thời điểm ký kết hợp đồng giao dịch tiền bạc phải đọc kỹ các điều khoản, đề phòng có sự nhầm lẫn hoặc các bẫy ngầm, tiểu nhân vận cũng có dấu hiệu tiềm tàng. Luôn đợi lúc bạn sơ hở để tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt những gì bạn đang có, thế nên bản mệnh cần tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ xã giao. Về phương diện tình duyên gia đạo, vận trình tình duyên của con giáp tuổi Canh Tuất không thực sự sáng sủa trong từ sau thanh minh này. Các mối quan hệ của bạn liên tiếp xảy ra trục trặc, mà một phần cũng là do lối hành xử, suy nghĩ của chính bản thân bản mệnh. Với người còn độc thân, những suy nghĩ bi quan, tiêu cực là yếu tố ngăn bạn mở lòng với người khác giới. Bạn sợ rằng mình sẽ bị tổn thương, bị lừa dối, nên không dám tin tưởng vào bất cứ ai. Đừng giữ mãi trong lòng những quan điểm phiến diện như vậy. Muốn biết một người có thật lòng với mình hay không, bạn nên nhìn vào hành động của người ấy. Nếu đối phương ở bên bạn, quan tâm chăm sóc cho bạn một cách chân thành, thì bạn nên thử cho người đó một cơ hội. Qua thời gian, những hành động của người ấy sẽ chứng minh cho bạn thấy đó có phải là người đáng tin cậy không. Với người đã có đôi có cặp, bạn nên tránh việc so sánh nửa kia của mình với người này, người khác. Mỗi người đều có một ưu điểm riêng, bạn không thể bắt nửa kia trở thành một người hoàn hảo về mọi mặt. Thay vì phóng đại những khuyết điểm của đối phương, bạn nên nhìn vào điểm mạnh của người đó để trân trọng và bao dung hơn cho đối phương khi có điều gì khiến bạn không hài lòng. Tử vi từ sau thanh minh tuổi Tuất âm lịch khuyên bạn đừng giấu giếm đi rồi lại nảy sinh giận hờn, bất mãn, chỉ khi bạn nói ra, người khác mới có thể hiểu và giúp đỡ cho bạn được. Về phương diện sức khỏe, thiên nguyệt hung tinh cho thấy con giáp tuổi Canh Tuất thời gian này hay muộn phiền, tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Muốn khỏe mạnh thì bạn phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại mà thôi, vì những gì bạn làm hôm nay cũng được xem là nhân cho quả trong tương lai đấy. Nhiều người tuổi này lúc này cơ thể yếu nhược,
ăn không ngon miệng, nếu đang ốm đau, bệnh tật khó hồi sức, nếu bạn có nhận được lời động viên tinh thần của ai đó, thì bạn sẽ vui vẻ và sức khỏe mới mong được cải thiện. Một phần lý do là bạn không có khả năng thích nghi với thời tiết nhanh như những người khác. Lúc này đã là tiết lập đông, bản mệnh dễ thiếu vitamin dẫn đến viêm loét miệng, táo bón, cần chú ý hơn về ăn uống. Bản mệnh nên ưu tiên ăn hoa quả theo mùa, không quên giữ ấm cơ thể vì khi bị nhiễm lạnh là bạn rất dễ bị cảm, sốt, phải nghỉ việc cả tuần để dưỡng bệnh, để tăng sức đề kháng. Con giáp tuổi Tuất nên ăn nhiều hoa quả tươi có nhiều vitamin C như cam, chanh, quýt nữa nhé. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng. Các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng, trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần. Việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy để biết được ngày tốt thì xin mời quý vị xem tiếp dưới đây nhé. Những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch 2024. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Nhằm ngày, ngày Ất Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi tạo trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mẫu, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Việc xấu trong ngày, rất kỵ đi thuyền. Con mới sanh đặt tên nó là đầu, dài, chạy hoặc lấy tên sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Việc xấu trong ngày, sao Bích toàn kiết, không có việc chi phải kiêng cữ. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 14 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Bính Thìn tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Việc xấu trong ngày, đi thuyền, ngày Nguyệt Kỵ không nên đi xa. Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 21 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Quý Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất,
cắt áo, làm thủy lợi. Việc xấu trong ngày, sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Những ngày xấu trong tháng cần tránh. Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ. Việc tốt trong ngày, đi thuyền, cắt may áo, mũ. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Mậu Thân tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, ngày có sao hư. Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với sao hư. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác trăm việc đều không may. Thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 15 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, không có sự việc chi hợp với sao chỉ. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. Kỵ nhất là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sữa đắp mồ mả, làm sanh phần, làm mồ mã để sẵn, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 19 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Tân Dậu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, không có việc chi hợp với sao Liễu. Việc xấu trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Trong phần cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện Một Lòng Vì Đạo. Buổi sáng mùa xuân nọ, một vị quốc vương có tiếng nhân từ ngự giá về các làng mạc, thôn xóm, thăm viếng quần chúng và tặng quà Tết cho người nghèo. Đây cũng là một dịp để nhà vua tìm hiểu đời sống và tâm tình của dân. Nhà vua thường khuyến khích mọi người phụng thờ Tam Bảo, thực hành ăn chay, ngoài ra còn làm các việc thiện, hiếu thảo với cha mẹ, thuận hòa với anh em. Ngài tha sưu thuế cho tất cả những ai làm theo lời ngài khuyên bảo, mọi người đều răm rắp làm theo, nào ngờ bề ngoài họ mang trước mặt nạ đạo đức giả để che đậy những hành động xấu xa nham hiểm. Nhờ có cuộc kinh lý hôm ấy, ngài mới thấu rõ lòng người, từ đó ngài luôn nghĩ để giải pháp cải thiện dân chúng. Một tuần nhà vua ban truyền sắc dụ, kể từ nay ai còn ăn chay niệm Phật sẽ bị tội xử tử, người nào không theo đạo Phật được tự do, an phần chức nghiệp. Đương nhiên những kẻ giả tâm đều trở lại hành động như cũ, không còn phải che đậy gì cả. Tuy nhiên, một sáng nọ, người ta dẫn đến sân một cụ già tả tơi, yếu đuối đến sân triều. Cụ già này đã không tuân lệnh vua mà vẫn quy ngưỡng theo đạo Phật. Cụ nghĩ rằng, lâu nay ta nghèo khổ, chọn ngày chỉ có một bữa cơm rau, nhưng được quy y Tam Bảo, được nghe giáo lý của chư Phật, lòng ta sung sướng vô cùng, còn dẫu sống một cuộc đời sung túc trên châu báu ngọc ngà, hay có được lên cõi thiên đàng hưởng thụ mãi mãi cuộc sống thần tiên đi nữa, mà không được nghe đến một câu kinh Phật, đối với ta, cũng chỉ là ngục hình. Cụ già khẳng khái tâu, tâu bệ hạ, bần dân này đã có tội, không tuân lệnh của ngài, xin ngài cứ việc chém đầu. Nhà vua phán, nếu người biết tự hối và thi hành theo sắc lệnh mới của chẫm sẽ tha tội và phong chức tước cho. Còn kẻ làm dân mà không tuân theo quốc pháp, chẫm sẽ xử chém để răn đe kẻ trái phép về sau. Cụ già cung kính, tâu bệ hạ, nếu bỏ chính pháp mà làm vua chúa bực dọc, thì dù hưởng thụ tất cả mọi khoái lạc trong cõi đời này, bần dân cũng không ham. Ngươi cãi lệnh ta sẽ cho xử tử ngay tức khắc. Tâu bệ hạ, trong kinh Phật có dạy, nếu chúng sinh tự gieo mình vào ba đường ác, thì khó được làm người, dù làm người chăng nữa cũng không thể sinh vào nước có đạo đức. Không xem được kinh Phật, không gặp được các cao tăng để cúng dường và nghe pháp, nay tôi được biết pháp Tam Bảo, hiểu được chút ít kinh Phật. Vậy có lẽ kiếp trước tôi đã dày công tu luyện lắm,
thế thì dù bệ hạ có bỏ tôi vào nước sôi hay nung vào lửa đỏ, tôi vẫn giữ chọn một niềm theo Tam Bảo mà thôi. Nhà vua trầm giọng, ngươi là ai mà còn khí khái với ta, trước cái chết mà vẫn còn hùng hổ. Tôi tên là Thanh Tiến Sự, tâu bệ hạ, cứ việc xử tội, tôi không bao giờ oán than hay van xin một điều gì. Rất nhanh, nhà vua liền cho lính đến áp giải cụ già ra pháp trường. Trước pháp trường, những lưỡi gươm sáng quắc đang sẵn sàng đưa lên cổ ông, Thanh Tiến Sự vẫn thản nhiên vui vẻ và khuyên người con trước khi vĩnh biệt. Con ơi, con sinh gặp thời có Phật Pháp, biết sùng bái Tam Bảo là một điều phước đức của con hãy vững dạ tu học. Noi gương cha đây, dẫu đầu cha phải rơi vì sắc lệnh nghiêm ngặt của nhà vua, cha vẫn vui lòng và quyết theo chính đạo, không bao giờ từ bỏ. Vừa dứt lời, vị cận thần truyền cho quân lính dẫn cụ già quay về triều. Khi vị cận thần về tâu lại lời khuyên con của Thanh Tiến Sự, nhà vua cảm động đến mức rơi nước mắt. Ngài bước xuống bệ rồng, ra tận cửa thành ôm lấy Thanh Tiến Sự. Mọi người đều ngạc nhiên, cụ già cũng trố mắt nhìn vua vì không hiểu chuyện gì. Nhà vua đưa cụ vào cùng một cách ân cần vui vẻ. Xong, Thanh Tiến Sự cũng chưa rõ điều gì nên chỉ biết cúi đầu sát đất đội ơn vua. Nhà vua liền đỡ lấy tay Thanh Tiến Sự rồi thân mật bảo. Trong quốc dân này chỉ có một Thanh Tiến Sự, chỉ có một Thanh Tiến Sự thuần thành theo Phật Pháp, quyết một lòng vì đạo, ngoài ra đều là giả dối. Vụ lợi, chiếu dụ của trẫm ban ra chỉ cốt để thử lòng người mà thôi, vậy từ nay xin ngươi hãy sống cùng trẫm, giúp trẫm trong việc truyền bá Phật Pháp, thức tỉnh nhân tâm, rồi cả hai chuyện trò vui vẻ. Sau đó, nhà vua phong cho Thanh Tiến Sự chức tướng quốc. Câu chuyện ấy được truyền tụng rộng rãi trong dân chúng, cũng từ đó, tiếng chuông cảnh tỉnh đã ngân vang trong tâm hồn mọi người. Chẳng bao lâu sau, dân chúng được sống trong cảnh êm ấm, vui vẻ, ai ai cũng đều quay về với đạo Phật, vị quốc vương ấy chính là tiền thân của Đức Thích Ca. Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng, mỗi khi con người hạnh phúc hay khổ đau, hoặc một người đang ở bờ vực sinh tử, bị dày vò bởi bệnh tật khổ đau, vô phương cứu chữa, ai ai cũng đều tìm đến đạo Phật như cứu cánh nhằm xoa dịu đi nỗi khổ, niềm đau, cũng như tìm cho mình ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mình. Quý vị thân mến! Trên đây là toàn cảnh tử vi từ sau Thanh Minh năm 2024 của con giáp tuổi Canh Tuất. Minh Đường tử vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa, để vạn sự hanh thông, triệu điều như ý. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.